Kính chào và cảm ơn quý vị cùng bà con đang theo dõi chuyên mục văn hóa của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, từ năm 2005, ngày 23 tháng 11 hàng năm được chọn là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đối với Tây Nguyên, thì không gian văn hóa cồng chiêng chính là di sản quý báu của đồng bào các dân tộc nơi đây, đồng thời là hình ảnh linh thiêng, bản sắc văn hóa đặc sắc của cả một cộng đồng rộng lớn. Cồng chiêng không chỉ hấp dẫn đặc biệt ở sự đa dạng trong nghệ thuật diễn tấu, mà còn là biểu tượng cho đời sống các tộc người, là nhân tố gắn kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của cả cộng đồng. Ngày 25 tháng 11 năm 2005, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO, công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Đến năm 2008, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào, vinh dự không chỉ của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên mà là của cả dân tộc Việt Nam. Thế nhưng theo thời gian, dưới sự tác động của các yếu tố bên ngoài, tại nhiều buôn làng ở Tây Nguyên, cồng chiêng đang bị mất dần. Nghệ nhân đánh cồng chiêng cũng ít đi. Không gian diễn sướng ngày càng bị thu hẹp. Nhiều người đã bán đi những bộ cồng chiêng quý của gia đình, dòng tộc. Hiểu rõ vai trò của cồng chiêng đối với cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chính sách nhằm bảo tồn văn hóa cồng chiêng. Một trong những quyết sách quan trọng đó là xây dựng đề án bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk. Sự vào cuộc của các sở ban ngành, chính quyền các địa phương rất là quan trọng trong cái việc chăm lo về cơ chế chính sách cho những người trực tiếp là thực hành các cái di sản phi vật thể, trong đó có di sản văn hóa cồng chiêng. Có như vậy thì mới tạo ra cái động lực, cái nguồn động viên để cho họ tiếp tục là những cái chủ thể để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của tỉnh trong thời gian tới. Còn cái việc truyền dạy cho các cháu sau này thì là một việc cần phải làm ngay. Trang bị cồng chiêng được xem là mục tiêu trọng tâm của đề án này. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã cấp 26 bộ chiêng và 358 bộ trang phục truyền thống của người Ế Đê, Mơ Nông, Gia Rai cho các đội chiêng, đội văn nghệ ở các buôn có nhiều thành tích công hiến trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa cổng chiêng. Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống đã mang lại những hiệu quả thiết thực, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào trong sinh hoạt văn hóa, tập luyện và biểu diễn chiêng, mà còn khích lệ, động viên tinh thần rất lớn đối với các nghệ nhân truyền dạy và biểu diễn cồng chiêng. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa dân tộc trước những nguy cơ bị mai một. Hôm nay sở đến tặng bộ chiêng, tôi rất vui mừng, sung sướng vì đã có một cái bộ chiêng cùng tôi và các nghệ nhân cũng là vui. Và cái bộ chiêng này sẽ đem nhà tôi sẽ cất giữ cẩn thận khi mà có việc hoặc là huyện yêu cầu đi biểu diễn hoặc là ở đâu, chúng tôi sẽ mang cái chiêng này đi biểu diễn. Đây là đội chiêng rô của người Ê Đê Bí, sinh sống tại thị trấn Buôn Chấp, huyện Công An Na. Không chỉ đánh chiêng ở buôn, ở làng, đội chiêng nữ này cũng đã được mời đi biểu diễn khắp các tỉnh thành trên cả nước và nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng có thời gian, mỗi lần tập luyện và biểu diễn, nghệ nhân phải mượn chiêng mà không có bộ chiêng riêng của mình. Từ khi được tỉnh Đắk Lắk cấp cho bộ chiêng mới, các nghệ nhân rất phấn khởi vì họ đã chủ động hơn trong việc truyền dạy, tập luyện và sử dụng cồng chiêng. Để văn hóa cồng chiêng của dân tộc mình không bị mất đi, chúng tôi đã cố gắng truyền dạy lại cho thế hệ trẻ biết đánh cồng chiêng, để sau này các em hiểu giá trị văn hóa và biết đánh cồng chiêng. Vì chúng tôi già rồi, không thể đánh chiêng mãi được. Vì vậy chúng tôi phải dạy lại cho thế hệ trẻ, để chúng nó biết đánh chiêng. Đây là văn hóa cha ông để lại, không thể thất truyền. Vì thế chúng tôi nỗ lực cho các em biết đánh chiêng và yêu quý chiêng. Trong những năm qua, Ngày Văn hóa Đắk Lắk còn chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh,
tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa cổng chiêng ở trong và ngoài nước, phục dựng nhiều nghi lễ, lễ hội gắn với văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và cộng đồng các dân tộc thiểu số đã cho thấy, cổng chiêng vẫn có sức lan tỏa và luôn có sức sống trong thực tiễn. Nhiều bộ cổng chiêng cổ được giữ gìn cẩn thận, và điều đáng trân trọng là đồng bào vẫn luôn coi cổng chiêng là tài sản linh thiêng quý giá nhất để tra truyền con nối. Không gian diễn sướng cổng chiêng như nhà dài, lễ hội, buôn làng đang dần được khôi phục và bảo tồn. Cái công việc mà chúng tôi cho rằng là đạt được kết quả đó là cái việc tư liệu hóa các cái sản phẩm của văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, những công trình giới thiệu về cổng chiêng Tây Nguyên, và cái việc tiếp là chúng ta đã làm được một cái công việc là tổ chức những cái sự kiện từ cái sinh hoạt vốn có của cộng đồng để trở thành những cái sự kiện gắn bó với phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch. Cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Đắk Lắk đang khoác lên mình một diện mạo mới. Một vùng đất năng động đang thay ra đổi thịt từng ngày. Đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc tiếp tục được cải thiện. Cuộc sống đổi thay từng ngày. Thế nhưng những giá trị truyền thống như không gian văn hóa cổng chiêng vẫn được bà con bảo tồn vẹn nguyên. Từ những kết quả đã đạt được của đề án sẽ là nền tảng giúp cho tỉnh Đắk Lắk đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo để di sản văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên, ngoài các chính sách của nhà nước, ngành văn hóa, thì không thể thiếu sự chung tay của cộng đồng. Điều đó thể hiện rõ qua vai trò của các già làng, nghệ nhân ngày đêm âm thầm gìn giữ các giá trị hồn cốt của dân tộc, để rồi truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Do đó mà những gì tốt nhất, đẹp nhất, độc đáo nhất của các dân tộc thiểu số được trao truyền từ đời này sang đời khác và trường tồn cùng thời gian. Cũng như bao người con ở làng Con Trang, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum, ông A Thui lớn lên cùng giai điệu dân ca ngọt ngào. Cuộc sống bình dị gắn liền với những cánh rừng, con suối quê hương. Năm 13 tuổi, khi ấy cậu bé A Thui đã thuộc và đánh được nhiều bài cổng chiêng truyền thống. Lớn hơn một chút, chàng trai A Thui đi theo những người lớn tuổi trong làng học cách chỉnh chiêng, làm đàn tơ rưng, đàn tinh ninh, đàn nước và nhiều nhạc cụ truyền thống khác. Với tình yêu văn hóa truyền thống, năm 2017, ông cùng với các nghệ nhân lớn tuổi trong làng mở lớp truyền dạy cổng chiêng cho các cháu nhỏ, giúp những đứa trẻ được lớn lên trong không gian văn hóa truyền thống, biết yêu điệu cổng chiêng, tiếng đàn tơ rưng của dân tộc mình. Bài hát nào đánh theo cổng chiêng, bài hát nào là đánh bằng đàn tơ rưng thì là tôi lấy cái điều đó mà đưa ra để mà dạy truyền lại cho các em. Sau này các em thì nó lớn lên thì nó nhớ lại và nó sẽ giữ gìn bảo tồn cho đến thế hệ sau nữa. Thời gian đầu, lớp truyền dạy cồng chiêng của nghệ nhân A Thui chỉ thu hút được vài cháu đến tập. Để có thêm học viên, nghệ nhân A Thui cùng vợ là nghệ nhân Y Nhun phải đến từng nhà vận động các em nhỏ tham gia. Với những nỗ lực không mệt mỏi của hai vợ chồng, lớp học của nghệ nhân A Thui ngày càng trở nên đông hơn. Lớp học của nghệ nhân A Thui không có bàn ghế, không thu học phí và cũng chẳng có giáo trình. Dụng cụ lên lớp chỉ có bộ cồng chiêng mà ông được truyền lại, vài chiếc đàn tơ rưng, chiếc trống nhỏ. Bằng kinh nghiệm và niềm đam mê với âm nhạc, nghệ nhân A Thui tận tình truyền dạy từng giai điệu truyền thống của người Ba Na Rơ Ngao. Sau 5 năm, đã có hàng chục nghệ nhân trẻ của làng Con Trang trưởng thành từ lớp học này. Hiện nay, nghệ nhân A Thui, nghệ nhân Y Nhun tiếp tục đào tạo hơn 40 em nhỏ trong làng. Ông Thui dạy bọn cháu và mỗi ngày khi được nghe mấy cô chú đánh đàn thì càng thích thú với cái đàn tơ rưng và dụng cụ của dân tộc mình, rất hay.
khi Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà có chủ trương xây dựng Con Trang thành làng du lịch cộng đồng. Và làng A Thui lại tiên phong trong việc khai thác các giá trị văn hóa để làm du lịch. Theo ông, phải làm giàu được từ văn hóa thì dân làng mới biết bảo vệ được các giá trị truyền thống. Căn nhà sàn của ông là nơi đầu tiên đón khách du lịch của làng Con Trang. Khách đến đây được ông tận tình hướng dẫn cách chặt ống lộ ô làm cơm lam, cách chơi các nhạc cụ truyền thống của người Ba Na Rơ Ngao. Và cũng qua những câu chuyện mà già làng A Thui kể lại, du khách được biết thêm về đời sống, văn hóa và sự ra đời của tên làng Con Trang. Cái Con Trang, Long Loi là cái ý nghĩa nó như vậy, một cái làng còn rất nhiều lâu rằng. Thì buổi sáng dậy sớm tôi ở đấy thì nhìn thấy mặt trời, và cái mùa lâu thì bây giờ nó không còn nữa. Những cái lâu của trong ký ức của dân làng thì nó là vĩnh viễn. Nó mãi mãi, nó bởi vì nó có cả cái tên. Thế tôi vẽ cái bức thứ tư này là mặt trời và bờ láo trắng tại Con Trang Long Loi. Hiện nay khi đến với làng Con Trang, du khách được trải nghiệm đời sống thường nhật của người Ba Na Rơ Ngao, được ngắm hoàng hôn hoa cỏ bên lòng hồ Bờ Lai Cờ Rông, vừa có thể đắm mình trong những đêm cồng chiêng bập bùng ánh lửa. Những thành quả hình thành nên làng du lịch cộng đồng Con Trang không thể không kể đến công sức, đóng góp của già làng, nghệ nhân A Thui. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì là cái truyền thống của mình nó không có mất đi. Là có lúc là các em nó diễn, hoặc là các em nó hát, hoặc là cồng chiêng, hoặc là cây đàn, tờ rưng. Tôi thấy là mỗi khi biểu diễn là các du khách thì họ rất vui. Họ thấy họ cùng nhảy, cùng múa theo các em luôn. Vậy thế cho nên là tôi thấy tôi rất vui, rất hạnh phúc. Dẫu đã bước vào tuổi có thể nghỉ ngơi, nhưng niềm đam mê âm nhạc truyền thống vẫn thôi thúc trong lòng ông. Với ông, được nhìn múa những điệu xoan, được đắm mình trong tiếng cồng chiêng là được sống những giây phút trọn vẹn. Tiếp nối thành công đã đạt được, nghệ nhân A Thui tiếp tục cùng các nghệ nhân của làng Con Trang ngày đêm sưu tầm, tập luyện để cho ra đời những tác phẩm mới. Đây là cách bảo tồn và đưa âm nhạc truyền thống tới gần hơn với những bạn trẻ. Bảo tồn di sản là để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của đông đảo công chúng trong xã hội. Từ đó, đưa di sản văn hóa thực sự trở về với cộng đồng và phục vụ nhu cầu của bà con. Bởi chính người dân mới là chủ thể sáng tạo, bảo vệ, lưu truyền di sản đến các thế hệ sau. Với quan điểm nhất quán, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định, văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của nền văn hóa Việt Nam thống nhất, đa dạng. Đến đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục văn hóa hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.